gần 50 tuổi mới kết hôn. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu thay đổi chóng mặt sau 2 năm, bớt nhậu nhẹt hơn nhờ vợ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu từng bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám phát sóng trên giờ vàng của VTV như Người Phán Xử, Sinh Tử, Về Nhà Đi Con. Nhắc đến phim ảnh, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cho biết phải đến 4-5 năm nay, anh không đóng phim truyền hình dài tập, chỉ tranh thủ dịp cuối năm thu xếp đóng một vài bộ phim hài Tết cho đỡ nhớ nghề và nhớ khán giả. Chia sẻ về sự vắng bóng màn ảnh nhỏ và lỡ hẹn với nhiều lời mời quay trở lại đóng phim, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chia sẻ: kể từ khi đảm nhận chức giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, anh quá bận bịu nên khó sắp xếp thời gian đi đóng phim lâu ngày. Trong khi đó, để có thể tham gia một bộ phim truyền hình dài tập thì thường thời gian quay kéo dài từ một vài tháng tới nửa năm. Vì vậy, dù rất muốn nhận lời mời đóng phim nhưng anh đành phải từ chối. Nhất là thời gian gần đây, khi cả hai vị trí phó giám đốc nhà hát đều đang bị bỏ trống sau khi những người trước đó đảm nhận đều đến tuổi nghỉ hưu, và bởi vậy nên một mình nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu phải đảm đương, gánh vác mọi chuyện. Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, tuy không có thời gian dành cho phim ảnh như trước kia, song anh vẫn thường động viên anh em nghệ sĩ của nhà hát nếu có cơ hội thì có thể đi đóng phim. Tuy nhiên, ưu tiên cao nhất vẫn là đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc ở nhà hát. Từng kinh qua nghề diễn và giờ đứng chân ở vai trò quản lý nghệ thuật, anh rất hiểu việc đi đóng phim cũng là cách để quảng bá tên tuổi và thương hiệu cho nhà hát. Đồng thời, anh cũng xem đây là dịp để các diễn viên được va chạm với nghề, cọ sát và trau dồi kỹ năng làm nghệ thuật. Và lại, hơn ai hết, anh rất thấu hiểu việc nghệ sĩ đã nghèo rồi nên tạo điều kiện để mọi người có thêm đồng ra đồng vào chính đáng. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu không ngần ngại khoe trong đội ngũ nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội hiện giờ không có ít tên tuổi quen thuộc và nổi tiếng màn ảnh nhỏ như Hồng Đăng, Chí Nhân, Ngọc Quỳnh, Thanh Hương, Trọng Hưng hay Thủy Dương. Đặc biệt gần đây, nghệ sĩ Quang Thắng cũng chọn đầu quân về nhà hát và hoạt động rất sung. Nói thêm về người đồng nghiệp lâu năm và giờ là cấp dưới của mình, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu bày tỏ, Quang Thắng là một nghệ sĩ cực kỳ nghiêm túc, trách nhiệm và dù thuộc thế hệ đàn anh nổi tiếng trước, song anh vẫn luôn giữ tính cách chan hòa, cởi mở với tất cả mọi người. Anh ấy có tác phong làm việc rất chỉ chu và mẫu mực, bao giờ anh ấy cũng đến rất đúng giờ để tập vở, thậm chí là sớm hơn cả 15 đến 20 phút rồi chăm chú ngồi đọc kịch bản. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nói thêm về nghệ sĩ Quang Thắng. Trong danh sách các nghệ sĩ đang hoạt động tại nhà hát kịch Hà Nội còn có nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Có điều thú vị là ở ngoài đời, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và nghệ sĩ nhân dân Công Lý là hai người bạn thân thiết. Tình bạn của cả hai tới giờ cũng đã trải qua hơn 3 thập kỷ, kể từ khi học chung với nhau trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh những năm 89-90. Sau đó tốt nghiệp thì lại cùng được tuyển vào làm tại nhà hát kịch Hà Nội và gắn bó với nơi này từ bấy đến nay. Nói về người bạn lâu năm của mình, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chia sẻ sự ngưỡng mộ về tài năng, tâm huyết và đam mê với nghề diễn của anh. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, cô Đẩu giống như đang bước vào độ chín muồi trong nghề, thể hiện ấn tượng nhiều vai, từ hài kịch, bi kịch, chính diện cho đến phản diện. Và còn lấn sân thành công khi tham gia làm đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Chia sẻ về cuộc sống riêng sau gần 2 năm kết hôn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cho biết, kể từ khi lấy vợ, anh cũng tự mình hạn chế các cuộc gặp gỡ, tụ tập và nhậu nhẹt với bạn bè. Nam nghệ sĩ nói vui, trước kia khi còn độc thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác rủ thì anh khó có lý do từ chối. Giờ thì có lý do chính đáng là vợ nên được thông cảm. Nhờ vậy mà anh bớt được những lần chén chú chén anh tới khuya. Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, sau khi lấy nhau, thì vợ anh cũng tự nguyện ở nhà làm hậu phương chăm sóc, vun vén tổ ấm chung để anh chuyên tâm cho công việc và nghệ thuật. Trước đó, cả hai đã có một thời gian tìm hiểu và vợ anh rất chia sẻ, thông cảm với nghề nghiệp của chồng. Hỏi nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu có thấy người phụ nữ sau khi trở thành bạn đời của mình có thay đổi gì không? Anh hào hứng bộc bạch, cô ấy vẫn thế, không có thay đổi gì cả. Từ khi là người yêu cho tới khi làm vợ thì vẫn thế.
Nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, Khắc Khổ là thương hiệu, trói đời rất muộn bên vợ kém 25 tuổi. Nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ bậc nhất Việt Nam có thể kể tới là nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn. Anh vừa chia tay nhà hát kịch Việt Nam, lui về nghỉ hưu theo chế độ. Thương hiệu Phú Đôn. Nghệ sĩ Phú Đôn có thể xuất hiện với nhiều vai hài trên sân khấu và truyền hình, nhưng nhiều người gặp anh ngoài đời thấy một nghệ sĩ khá kiệm lời, thậm chí là khó tính. Phú Đôn tên thật là Lại Phú Đôn, anh sinh năm 1960, là con út trong gia đình có 8 người con. Bố anh là nghệ sĩ ưu tú Lại Phú Cường, nghệ sĩ của nhà hát kịch Việt Nam. Máu nghệ thuật có sẵn trong huyết quản, có lẽ vì thế mà học xong phổ thông, Phú Đôn ứng tuyển ngay vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của nhà hát kịch Việt Nam, thay vì nộp hồ sơ vào học ở trường an ninh. Bén duyên nghệ thuật từ năm 6 tuổi, cậu bé Phú Đôn được đứng trên sàn diễn nhà hát kịch Việt Nam trong hai vở diễn. Tuy nhiên, sau bật đi tới tận thời điểm lựa chọn nghề nghiệp. Xuất hiện trong hàng trăm vở diễn, phim truyền hình, được khán giả nhớ mặt nhớ tên, nhưng mãi tới năm 2019, Phú Đôn mới nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Có lẽ một trong những lý do lớn nhất là không có duyên với các giải thưởng, liên hoan. Ngoại hình khắc khổ nhỏ thó của anh, người ngoài có thể nghĩ là bất lợi vì không nhận vai chính, có tính chất hoàng tử anh hùng. Bản thân Phú Đôn lại tự hào xem đó là thương hiệu. Thương hiệu khắc khổ ấy cũng không một màu, có khi anh làm người tốt nhưng cũng chẳng hiếm khi được giao những vai phản diện. Phú Đôn chẳng nề hà, anh tâm niệm phải biến những vai không có gì thành điểm nhấn để khán giả nhớ tới. Không riêng Phú Đôn, nhiều nghệ sĩ ít may mắn có nhiều vai chính, họ buộc phải cai giới từng chữ trong kịch bản, nghiền ngẫm tỉ mỉ từng cử chỉ để những phút ít ỏi trên sàn diễn là khoảnh khắc thăng hoa nhất. Xét theo tiêu chí khán giả nhớ và yêu mến, Phú Đôn là nghệ sĩ làm tốt nhất có thể. Khán giả nhớ anh trong nhiều phim truyền hình như TV Về Làng, Hai Bình Làm Thủy Điện, Em Ở Nơi Nào, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21, hay gần đây là Ma Làng, Bão Qua Làng, Nàng Dâu Order, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Phú Đôn sinh ra gốc ở Hà Nội, nhưng thế mạnh hình thể khắc khổ nên thường được giao cho những vai thôn quê đặc sệt. Trên sân khấu nhà hát kịch Việt Nam, mỗi vai diễn của anh đảm nhiệm dù lớn hay nhỏ đều có màu sắc riêng, làm nên thành công trong từng tác phẩm. Không phải ngẫu nhiên mà lễ chia tay Phú Đôn về hưu lại nhận được tình cảm nồng nhiệt của đồng nghiệp, các diễn viên trẻ đến thế. Đối với những diễn viên thế hệ sau như Khuất Quỳnh Hoa, Nông Dũng Nam, nghệ sĩ Phú Đôn là người không chỉ dạy về nghề mà còn là người lắng nghe chuyện đời, chuyện vui buồn trắc trở của họ. Anh tự nhận mình là Đôn đanh đá, Đôn khoai ngứa, vì tính thẳng thắn, muốn góp ý cái gì chung vì thương hiệu nhà hát hơn 60 năm mà nhiều thế hệ gạo cội trước đó gây dựng. Ở thời điểm này, anh khá giống như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cũng trầm tính, ít nói và là người kỹ tính về nghề, được nhiều diễn viên trẻ trong nhà hát yêu mến. Vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi. Chuyện nghệ sĩ Phú Đôn cưới vợ trẻ kém 25 tuổi thi thoảng lại được đem ra mổ xẻ. Phát biểu về người anh đã đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài những lời nghiêm túc, nghệ sĩ Tú Xuân Bắc, phụ trách nhà hát kịch Việt Nam vẫn chê Phú Đôn là người khôn ngoan bậc nhất vì trải đời nhiều, nhưng trói đời rất muộn. Phú Đôn cũng từng đùa, trà chậm uống nước trong. Năm 45 tuổi, Phú Đôn cưới bà xã Hồng Vân, không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà xã của Phú Đôn cảm thông với công việc của chồng, luôn vun vén cho tổ ấm của mình. Ở tuổi 55, Phú Đôn và vợ đón cô gái út chào đời. Có lần Phú Đôn chia sẻ, có con rồi anh ít nhận lời làm phim xa để đỡ đần vợ con nhiều hơn. Không thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng những khán giả yêu mến âm thầm theo dõi anh vẫn biết Phú Đôn có tổ ấm hạnh phúc bên bà rẽ trẻ và hai đứa con. Phú Đôn không thích chụp ảnh, điều mà ai ở nhà hát cũng biết, thậm chí anh mãi gần đây mới sử dụng mạng xã hội Facebook. Anh từng nói có lẽ bà xã yêu mình cũng do sự giản dị ấy. Vợ trẻ kém 25 tuổi của nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn,
xinh xắn được chồng cưng chiều và yêu thương. Không những sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, Hồng Vân còn là fan ruột của nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn từ trước đó. Chị sinh năm 1985, kém Phú Đôn 25 tuổi. Hai người làm quen, tìm hiểu rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn từng tự hào chia sẻ, bản thân chẳng phải làm gì khác với bản tính để chiếm được trái tim của vợ trẻ. Với bà xã, chị yêu anh bởi sự giản dị, tự nhiên. Tôi cũng có khá nhiều mối tình, người ta yêu đơn phương tôi cũng có, tôi yêu đơn phương người ta cũng có. Nhưng tôi quan niệm, yêu là phải đến từ hai phía, và có lẽ trước khi yêu vợ tôi bây giờ, tôi chưa có mối tình nào thực sự. Còn cơ duyên gặp vợ tôi bây giờ thì đó là số phận, cô ấy là fan hâm mộ của tôi. Vì Hồng Vân chỉ làm công việc hành chính bình thường, không liên quan đến nghệ thuật, nên vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn có nhiều thời gian rảnh rỗi bên nhau. Từ khi vợ sinh con, Phú Đôn ít nhận show hơn, ở nhà phụ vợ chăm sóc con cái, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách riêng. Dù không thường xuyên khoe cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội, nhưng nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn vẫn đối xử cực kỳ ngọt ngào, cưng chiều vợ trẻ. Sau nhiều năm kết hôn, tổ ấm của nam diễn viên vẫn giữ được ấm cúng, hạnh phúc. Vợ chồng dù cách nhau hơn hai con giáp nhưng gần như không có khoảng cách tuổi tác. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ Phú Đôn chỉ ở hai từ duyên số. Anh bảo ta sẽ có hạnh phúc nếu biết nhìn nó một cách thực sự giản dị.